Thì ở video hôm nay mình sẽ cùng với Vidac giới thiệu với các bạn những mẹo chơi Blockfoot có thể khiến các bạn trở nên cực kỳ pro và thậm chí là farm nhanh hơn. Có thể không? Phải thử mới biết được. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn tập với 4 với 145 cái phần bình luận nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến Sea Castle nha. Ok, ở đây sẽ có cái mẹo đầu tiên, đó chính là mẹo mày bé. Đó, tại em biết, em tính nói mà em quên. Thì nếu như các bạn chơi Blockfoot, có vẻ một cái điều mà bạn gặp khó khăn lớn nhất đó chính là đi raid một mình đúng không? Đúng rồi. Làm sao có thể chiến thắng cái raid khi mà chúng ta đi một mình được chứ? Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hack đi raid một mình luôn nha, auto win luôn. Thì bây giờ mình sẽ mua một cái raid mà mình muốn đi nha. Ở đây mình sẽ mua trái Rumble đi. Ok. Và tiếp theo đó các bạn nên ăn cho mình trái Bích Ha vô trước nha. Như các bạn thấy đó thì mình chỉ đi cái raid Rumble này một mình thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ biến hình human lên. Sau đó thì đương nhiên rồi, chúng ta cần phải làm việc mà mọi người đều phải làm, đó là đấm mấy con quái này như Vidac vậy đó. Cách mình luyện tập khi PvP với Vidac nè, nè combo mày kiểu như mình đang farm quái C1 vậy đó, tán 2-3 cái rồi tụi nó lăn ra ngủ hết trơn à. Trời ơi, mấy Rumble user này cũng trâu á. Ok, thì mình đã đến được hòn đảo thứ tư trong vòng vài phút thôi, quá đơn giản luôn. Ui, boss ra luôn rồi, có 4 đảo à. Thì khi mà con boss ra, các bạn cố gắng giết hết mấy con quái nhỏ và sau đó thì chúng ta sẽ làm yếu con boss. Nói chung thì giới trái human này nó cũng khá đơn giản thôi, bây giờ mình được giảm tới 50% dam lận, chứ bình thường tới khúc này là chắc cũng ngẫm rồi đó. Ui cái vậy? Chạy. Rồi con boss nó thả cục cầu bự hơn mẹ em đó. Ok, thì sau khi mà các bạn quýnh con boss này yếu xong thì các bạn chỉ cần tắt trái human và đổi sang trái quỷ mà các bạn muốn thức tỉnh. Bây giờ mình sẽ đổi qua trái Rumble nha. Mày, ok, thì cuối cùng chúng ta đã hoàn thành cái raid này chỉ trong vòng 5 phút. Yeah, như các bạn đã thấy đó, mình mới đi raid một mình luôn nha, không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai hết. Và bây giờ đương nhiên rồi, chúng ta sẽ thức tỉnh chiêu mới của trái Rumble. Ui, chiêu mới nè, chiêu F. Wow, lướt 3 lần. Nếu như các bạn thật sự không có bạn muốn đi raid nhanh hơn, các bạn có thể lên Discord của mình để tìm những người bạn thân thiết trên chảnh, có thể săn si cùng nhau hoặc thậm chí là trao đổi chát quỷ ha. Ok, thì đến với cái mẹo tiếp theo ở C1, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến đảo khỉ nha các bạn, Jungle. Thì ở cái mẹo này các bạn chỉ cần like và đăng ký kênh của mình, các bạn sẽ random được một chát quỷ hệ Logia, các bạn tin không? Oh my god. Thăm trái chớp này của anh mà. Nói chung ở mẹo này các bạn chỉ cần ăn trái hệ Logia vào, và sau đó thì các bạn đi kiếm những con quái ở C1 và C2 như kiểu là con khỉ này nè. Và như các bạn thấy, những con khỉ này không thể nào gây đam được cho chúng ta, bởi vì sao? Chúng ta là thuộc hệ Logia mà. Nếu các bạn là một người mới bắt đầu chơi Blockfoot chỉ với level 1, và việc các bạn phải làm khi chơi Blockfoot đó chính là đi qua đi lại những hòn đảo này để farm những con quái khi mà lên level mới. Và đơn nhiên rồi, cái khoảng cách mà bơi từ đảo này qua đảo khác sẽ rất là xa. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một mẹo để có thể giúp bạn farm nhanh hơn. Các bạn nhớ hồi nãy thì trái Logia sẽ không bị mấy con quái này quýnh đúng không? Nên là nếu như các bạn là một người mới như ạt về đất dưới tầng hầm này, thì các bạn nên nhờ người bạn sử dụng trái Logia và đứng dụ lính như thế này. Và bây giờ các bạn chỉ cần việc kết liễu con quái này. Mày thì các bạn sẽ lên level cực kỳ nhanh luôn. Trời, lên bao nhiêu level vậy? What the hell? Holy shit, anh lên bao nhiêu level vậy? Nó lên level liên tục luôn nè. Ai, hack hả? What the hell, cái này còn hơn hack level nữa. Này là anh trắng máu luôn nè. Ôi, hay quá. Mày shoot con này easy. Như các bạn đã thấy, chúng ta đã lên được level 51 chỉ trong vòng 5 phút. Một khoảng thời gian khá là nhanh so với cái việc mà các bạn đi farm từ từ ha. Ok, thì tiếp theo nếu như mà các bạn farm lên được level 100 rồi và không biết phải đi đâu, thì đương nhiên ở video này mình với Vidac sẽ hướng dẫn các bạn cách farm cực kỳ nhanh. Đó là đảo Brisson. Thì như các bạn có thể thấy, cái đảo Brisson bình thường này, khi mà các bạn đi vào nó sẽ có 3 con boss. Thì việc các bạn cần làm bây giờ đó chính là nhận nhiệm vụ để quýnh mấy con quái này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một mẹo quýnh nó dễ hơn ha. Các bạn chỉ cần dí vô bức tường như thế này đó, thấy không? Easy. 15k belly trong vòng 2 phút. Và khi mà các bạn quýnh xong, đương nhiên rồi các bạn sẽ hop server tiếp. Với mấy con boss ở C1 này, các bạn có thể farm belly một cách cực kỳ đơn giản và thậm chí là không cần phải tốn máu nữa. Bởi vì các bạn biết là sao không? Nó không biết xài chiêu. Ấy, quên nhận nhiệm vụ rồi. Thì ở cách này các bạn có thể dùng để farm level 200 mấy và sau đó đổi qua đảo Marineford để farm tiếp ha. Ok, và chúng ta sẽ đến với mẹo tiếp theo. Em đang đâu rồi? Thì chúng ta sẽ đến với C2. Như các bạn đã biết thì mấy con quái C2 nó đều có thể gây sát thương cho các bạn bởi vì nó là boss đúng không? Đúng rồi. Bởi trên đây kiểu công nghệ nó tiên tiến hơn á. Đâu. Boss ha. Đây boss nè. Đâu, what the fuck? Thì như các bạn đã biết, ở C2 hay là C3 gì đó, mấy con boss mặc dù nó không có hai kỳ vũ trang nhưng mà nó vẫn có thể quýnh các bạn được mặc dù các bạn xài trái hệ Logia. Và để farm mấy con boss này là một điều không hề đơn giản đúng không? Đúng. Thì các bạn đừng lo, bởi vì đã có anh Crazyland và anh Vidac ở đây rồi. Đầu tiên các bạn chỉ cần sử dụng trái tường trắng. Rồi em tạo tường trắng cho anh đi. Ok. Rồi sau đó thì các bạn chỉ cần dụ con boss chạy lại cái bức tường này nè, các bạn coi này nha. Quýnh anh đi. Mày trời.
gà, các bạn thấy không, nó không thể nào quýnh được các bạn, nhưng mà chúng ta vẫn có thể gây sát thương lên cho nó. Thì đó chính là một cái tính năng khá là hay của game ha, đó chính là khi mà các bạn đứng sau bức tường, mấy con quái sẽ không thể nào gây đam lên được cho các bạn. Nên là nếu như mà các bạn muốn farm boss nhanh và đơn giản thì các bạn có thể tận dụng cái lỗi này của trái tường trắng để farm ha. Trời, quá gà. Thì là chúng ta đã có thể farm boss một cách cực kỳ đơn giản chỉ với trái tường trắng của Vedak. Và đến với mẹo tiếp theo, nếu như bạn đã lên được C3 và muốn đi farm Belly nhanh hơn nữa, bởi vì những cách farm thông thường đã quá nhàm chán và thậm chí là farm được khá ít Belly. Thì cách nào để farm nhanh vậy anh? Trời ơi, thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần TP quay cho mình chỗ Tiki Abbot. Sau đó thì các bạn chỉ cần mua cho mình một con thuyền bay hoặc là một con thuyền nào đó thật là trâu nha. Rồi, lên thuyền đi Phúc, lên thuyền Phúc ơi. Con mẹ nó đầy vô không cứ nhìn có chịu rồi. Cố lên thuyền đi. Anh ơi, what the hell. Anh gửi cái mẹ, đó, rồi ok. Nó như các bạn thấy thì chúng ta đã có thể bay chiếc thuyền lên và không sợ bị mấy con quái quýnh được. Nó chở ghệ đi tham quan thế giới nè các bạn, sướng không em? Ừ anh ơi, anh chở em lên C6 sang Levia Thành đi. Ok, nè sang Levia Thành nè, sang nè. Ai, sang Levia Thành, ui. Ui sao nó tự động điều khiển vậy? Đá ơi, anh múc anh lên nè. Ui ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thứ mà mình mong chờ đây các bạn ơi, C-Beat. Ui, gì vậy, xuất hiện, ba con C-Beat lượt luôn, gì vậy trời? Mất mất. Bốn con C-Beat quýnh ra một lượt luôn. What the fuck? Hàng gì em thấy bốn con mà sao nếm có ba vậy? Thôi các bạn ơi, mấy con C-Beat này bị lỗi rồi, quýnh nó mất máu nè. Trời ơi, các bạn ơi, ba mấy C-Beat này nó bị lỗi rồi, quýnh nó không mất máu được. Kìa đảo. Ôi đây rồi, đảo đây rồi. Thì đây chính là cái mà mình muốn nói nha, đó chính là đảo kho báu. Các bạn có thể nhặt mấy cái gương trên đây. Ui, ở nhiều Billy vãi. Ở cái đảo này chắc tầm khoảng 30k Billy á. Ê, thiệt đâu rồi. Ôi, hết hồn. Hải tặc mà, hải tặc là phải có phiền nha chứ. Mẹ lên chị. Ôi, ui, ui. Ba con C-Beat luôn. Ủa sao nó này nó kêu là C-Beat chứ không phải là cái gung chấn ta. Bạn xem cái thanh máu trên đây nè nha, mình quýnh nó gây đam nhưng nó không mất máu nè. Nó các bạn thấy không? Nó không có cái thanh máu trên đây. Đó. Trời, chết luôn rồi. Thì bình thường nếu như mà không lỗi thì các bạn có thể farm tầm đâu đó khoảng 1 triệu Belly một con nha. Lần trước mình farm là như vậy, tại vì mình có ít 2 Belly á. Rồi thì nếu như mà các bạn bị những hải tặc nào đó tấn công vào thuyền của chúng ta. No. Thì đương nhiên hiện tại chúng ta đã có tính năng sửa thuyền. Ôi cái gì vậy? What the fuck? Quên có mang thuyền thử. Rồi sửa đi. Trời ơi, mấy này giả man quá, kêu nó quay mà nó tấn công thiệt không chứ. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái tính năng mới, đó chính là tính năng sửa thuyền. Đó, Minecraft lên được 10 HP. À gì vậy? Ôi các bạn ơi, vi đắc nguy hiểm quá, đúng là không, mình đứng gần vi đắc mà. Và đương nhiên để sửa được chiếc thuyền này chúng ta cần cái nguyên liệu, đó chính là cái tấm dáng gỗ. Thì liệu các bạn có thắc mắc là lý do tại sao mình lại có thể farm mấy cái tấm dáng này nhanh như vậy không? Anh farm sao vậy? Rồi, nếu em đã thành tâm muốn biết thì anh sẽ trả lời, đó chính là đầu tiên chúng ta sẽ lấy trái mochi nha, một trái cũng gọi là khá thông dụng ở thời điểm hiện tại đúng không? Và sau đó thì để farm được mấy cục gỗ này nhanh hơn, các bạn chỉ cần xài chiêu ít của trái mochi và thấy nhanh không? Anh ơi, sao trái mochi của em không làm được? Đâu? Trời, trái mochi của em gì vô hại chứ vậy? Mochi mỗi cây không được. Rồi, thì nếu như mà các bạn không có trái mochi V2, các bạn có thể sử dụng trái mammoth cho mình nha. Rồi, lấy trái mammoth ra đi. Bây giờ em xài chiêu ép của trái mammoth và ủi mấy cây này đi. Đó, thấy không? Đỉnh chưa? Wow. Đó, thì như các bạn thấy, hai trái quỷ này đó chính là hai trái farm những cái cây nhanh nhất. Ok, chúng ta sẽ đến với một cái mẹo tiếp theo nha. Nếu như các bạn là một người chơi mới và các bạn sẽ phải ra server thường để đi farm hoặc là đi kiếm trái quỷ gì đó. Và tình cờ các bạn lại gặp một thằng đó tự nhiên lại bắt nạt bạn. Ê, đưa ra trái quỷ rồi. Ơi, của em mà. Sao mày biết tay? Là sao? Ây da. Thì mình biết đây chính là một cái cảm giác khá là khó chịu nếu như nó xảy ra thiệt ha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo rất là hay để có thể tạo cái server VIP mà không cần tốn robot luôn nha. Thì như em thấy ở đây server VIP chúng ta phải tốn 200 robot đúng không? Đúng rồi. Tuy nhiên nếu như mà các bạn bấm vô cái chữ giảm dần này và chỉnh xuống cái hàng thứ hai thì chúng ta có thể kiếm được những server chỉ có một người chơi trong đó thôi. Free luôn hả? Ừ, và đương nhiên đây là những server free luôn nha. Đây thì như các bạn thấy chúng ta đã vào được cái server chỉ có 2 người và bây giờ các bạn đã có thể thoải mái farm và thậm chí là random chết quỷ ở đây mà không sợ bị bully nữa. Bởi vì anh bạn này mình nghĩ là thậm chí có khi không chơi game đó các bạn. Có vẻ như là đang áp ca farm đâu đó mình không biết nữa. Ok, và chúng ta sẽ đến với mẹo tiếp theo. Nếu như các bạn là một người chơi PvP không giỏi cho lắm nhưng mà các bạn vẫn có ước mơ trở thành một hải tặc với 30 màu bounty hay đơn giản hơn chỉ là để chịu hồi C-Beat thôi. Đấy, ngầu chưa? Thì mình có một cái cách cực kỳ đơn giản để các bạn có thể thực hiện điều này. Thì đương nhiên các bạn chỉ cần đi săn mấy thằng hát. Đừng lo các bạn ơi, chui vô tường thì đã có trái T-Red. Easy. 8k9 bao tiêu cách rất là đơn giản nha các bạn, chỉ cần xài một chiêu nhất thôi. Nhưng mà để mình chia sẻ kinh nghiệm với các bạn nha, một cái đảo mà có nhiều hacker nhất đó chính là cái đảo Haunted Castle. Này các bạn xem mình này nha. Các bạn chỉ cần bật hai kêu quan sát lên. Đấy, đấy. Mày
Ôi đó các bạn thấy không, chỉ cần xài chiêu V chứ bao tàu thôi là nó đã chết luôn. Easy chưa? Rồi thì các bạn chỉ cần save và hop để tìm hacker và farm gì thôi, thì chúng ta có thể lên được 30m bao tiêu một cách khá đơn giản. Tuy nhiên với cách này thì các bạn lưu ý đó chính là trình độ PvP của bạn sẽ không được tăng cao. Nên là nếu như mà các bạn sử dụng cách này thì các bạn cũng phải rèn luyện trình độ PvP trước ha. Thì đó chính là tất cả mẹo của video hôm nay. Các bạn nhớ đăng ký và like cho video này để giải cứu Vidux ra khỏi tầng hầm.